Trời ơi, công nhận nó ngoan vậy cô chú. Còn có khoảng 1 tiếng 20 phút nữa là mới lên máy bay. Mà nó nãy giờ có bà coi nè, ghế không có ai luôn. Và nó ngồi nó coi điện thoại nó, xong đi tới đi lui vậy thôi đó, không có quậy phá. Hồi nãy nó nói mẹ mẹ không muốn ăn kẹo sô cô la M&M. Hồi nãy là Ngọc tính mua trong tiệm rồi, nhưng mà Ngọc không mua tại vì Ngọc không muốn nó ăn kẹo. Cái này là cái máy á, có một cái máy mà người ta bán kẹo á, cái nó nói mẹ mẹ không muốn ăn kẹo. Cái mẹ nói hồi nãy mẹ tính mua cho con rồi nhưng mà mẹ không muốn con ăn kẹo nên mẹ không có mua. Cái Ngọc vừa nói vậy nha, nhưng mà trong lòng Ngọc là Ngọc tính lấy cái thẻ ra Ngọc mua cho nó rồi. Ngọc vừa cầm cái tay Ngọc mở cái vỏ ra, cái nó nói ok, có nghĩa là nó chấp nhận với cái điều Ngọc nói là Ngọc không muốn nó ăn kẹo, cái nó ok, cái là nó đi luôn. Lần Ngọc mới nói ừ vậy thôi khỏe khỏi mua. là không mua kẹo luôn cô chú. Chay là cái gì cũng vậy, chỉ cần nói với chay 1 tiếng thôi là chay nghe lời liền, thật sự luôn á. Nhưng mà bây giờ cái điều mà chay cần thiết nhất là biết gì không, là chay phải chịu chia sẻ. Tại vì á hả, là con một á, nên là cái gì chay cũng là ồ của chay hết tất cả, nên là cái tính chia sẻ của chay chưa có. Nhưng mà em nó mới có 3 tuổi à, mình phải từ từ chay có em, hay là từ từ á hả chay đi học thì chay sẽ từ từ biết được thôi. Chứ còn 3 năm nay là toàn là cái gì cũng chay không à. 3 năm rồi. Trời ơi, chuẩn bị có người sinh nhật mà. Trời ơi, chuẩn bị nha. Mình đi qua Houston nha. Mình mướn một cái căn nhà bự luôn. Mình có hồ bơi trong đó luôn. Chay sẽ bơi mỗi ngày luôn. Wow. Chay thì your swimming skills gonna be the best. Trời ơi, chay sẽ hả luyện tập bơi. Ồ quên nữa, nói mới nhớ, để mày gọi điện thoại mày cancel cái lớp bơi với cái lớp nhảy của chay nữa. Wow, chay sẽ bơi rất tốt và nhảy rất tốt luôn. Hả chay? Nè mọi người coi nguyên cái sân bay nè, có 1, Ngọc với chay là 2 nha. Cô này 3, 4, 5, 6, 7. Trời ơi, nguyên sân bay có 7 người luôn. Rồi không có một bóng người luôn. Gì vắng dữ à. Hay là không có ai bay qua Houston, Texas. Sao vắng dữ à. Rồi còn 1 tiếng mấy nữa, quên đeo đồng hồ rồi nên không có. Gì vậy chay? Mẹ không có tiền xu. Cái này phải có tiền xu mới bỏ vô được. Chừng nào đi chợ xong ra mình đổi tiền xu ra mình mới chơi được nha. Trời ơi, đã chưa? Đã quá. Y như Việt Nam. Yeah, bút kèn đâu nữa. Trời ơi, cái bả kìa. Quá đã luôn cô chú ơi. Đi đâu hai mẹ con đi vậy đó, dựng ngựa. Mở gì? Nữa đi vô đi, trong chia đổi tiền đi. Đi vô đổi tiền đi rồi đi. Giờ qua cái đó hả? Rồi lấy đi. Trời ơi, lấy gần 2 cái luôn ơi. Lấy lần đó, bỏ tiền là bỏ vô đó đó, đúng rồi. Rồi. Hả? Có đèn không? Hai mẹ con đi vòng chút nữa rồi tới giờ đi công việc nữa. Trời ơi, xe nào nó cũng ngồi lên thử hết đó, không bỏ qua nào hết đó. Ừ, trong xe đó có cái gì? Cô chú biết không, chay nó cứ vô cái nhà mà đang ở ha, nó khám phá từng ngõ ngách luôn. Nó vô bát, nó vô phòng tắm, phòng ấy, nó lục tủ, tục đồ ra, nó coi có gì không. Cái chiếc xe nói á. Cái xe hỏi chay ngồi vui không? Nó hỏi ai nói đó mẹ. Quá đã luôn. Hello, bởi bấm mới nói. Rồi, hết nói rồi, mệt quá ngủ rồi. Rồi nó bấm mới nói, nó nói hello. Rồi, thôi đi con, đi. Muốn lên này hả, muốn lên ngựa hả? Wow. Hả? Con ngựa là ngựa bự đó. Muốn ngựa nhỏ hả? Rồi ngồi con Red qua đây rồi. Ủa sao không ngồi? Ủa xong rồi hả? Ừ, một chút nữa đi chợ xong rồi ra có tiền, nhờ tiền thẻ rồi đó, thì mẹ cho con đi. Bây giờ đi với mẹ nè. Chay nỉ kỳ ghê á.
Rồi đi nè. Bây giờ chơi muốn chơi thế nào? Giờ chơi muốn chơi thế nào? Biết rồi, bây giờ chọn một cái trước, mẹ cho tiền nè, chọn một cái trước chơi nào. No no no. Chơi cái con nào trước? Đi chơi cái con ngựa nha. Không không, kẹo có rồi, chút nữa mẹ mua kẹo sao? Bây giờ con chơi thế nào? Chơi cái nào? Giờ leo lên con ngựa màu nào, leo lên đi. Mọc lưu không? Rồi ngồi lên. Ngồi lên. Ngồi lên, mẹ bỏ tiền vô nè. Ngồi lên. Vĩnh đang quan nghe. Rồi bây giờ mẹ bỏ tiền vô nè. Bỏ tiền vô đâu rồi? Đây nha. Oh wow, chơi hồi nào giờ chưa được chơi này đâu cô chú. Wow, JD. JD, are you having fun? Oh no, no, wait, wait. Chờ chút, chưa xong, chừng nào nó dừng lại mới xong. Nó nói ok, muốn red one thì chạy qua red one đi. Nhưng mà chạy xuống phải cẩn thận, cẩn thận. Vịnh đàng hoàng. Rồi đi qua red one đi. That's so fast. But JD, you be careful, you gonna fall. Trời ơi, con chịu đời nổi không? Có chịu đời nổi nó không? Trời ơi. Ủa, cái gì tôi chưa chơi xong con kia rồi đi qua con này. Bây giờ đi lên xe nè, đi lên xe nè. Đi lên xe. Oh, you love him, ok. Trời ơi, ôm nó này, I love you. Xe nào? Rồi, lên xe đi mẹ cho. Lên xe đi. Lên xe đi. Rồi, bỏ thẻ vô, bỏ thẻ vô. Bỏ vô đây nè, bỏ vô đây nè. Rồi, bỏ vô đây. Ủa sao không chạy? Ủa sao không chạy? Ủa sao chạy mới không chạy vậy vậy? Sao không chạy? 50 sen mới được, 50 sen mới được. Bỏ thêm cái nữa, bỏ thêm cái nữa mới chạy. Rồi, bắt đầu chuẩn bị rồi. Đó, xuống nhúng đó. Đó, giữ chưa? À, không có xuống nha, không có xuống nha. Ủa đang chơi sao xuống? Thôi chơi không cho nó chơi nữa, trời nó chơi phí lãng ghê luôn á. Có được không, xe người ta đang đi xuống. Không, 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 không. Không cho chơi nữa, hết tiền rồi. Chơi phí lãng quá, không cho chơi. Hết tiền rồi. No. Con phải chơi hết cái này mẹ mới cho chơi đó. Bay qua chơi, lẹ lên. Có được đời nó mới lên nó nhúng một cái rồi xong mới đi xuống. Rồi. Rồi con gì á? Rồi hết rồi đó. Rồi đi lại xuống chơi mua kẹo gumball machine. Go to the gumball machine. Cái nào? Cái này là bao nhiêu tiền đây? Cái này 50 sen hả? Con muốn cái nào? Cái này có gì tổng ra bây giờ mày sẽ phải vô mày đổi tiền nữa nè. Đây nè, đây nè, đây nè. Con tự bỏ vô đi, con bỏ vô hai lần nha. Bỏ hai lần vô, tự bỏ vô. Đủ rồi không? Đủ rồi, bỏ vô hai lần thôi. Bỏ tiền vô trong. Bỏ đây nè, một bỏ một cái vô đây. Đây nè, bỏ vô đây. Bỏ cái thứ hai vô đây. Bỏ tiền bỏ vô. Để mày bỏ cho con biết đường bỏ rồi. Rồi ngồi con red qua đây rồi. Ủa sao không ngồi? Rồi xong rồi hả? Ừ một chút nữa đi, một chút nữa đi chợ xong rồi ra có tiền rồi, nhờ tiền thẻ rồi đó thì mày cho con đi. Bây giờ đi với mẹ nè, đi với mẹ nè. Chay nỉ kỳ ghê á. Rồi đi nè. Nói tiếng Việt. Đó, làm gì á? Con làm nails. Ờ, con làm nails hả? Trời ơi, thương chưa? Làm nail quá cô chú. Ôi đất ơi. Ai mua con ạ? À?
thổi vừa vừa, thôi chứ thổi quá rồi đó, hư cái đầm rồi đó. Thấy hư cái đầm chưa chay? Con thấy hư cái đầm chưa? Đây nè, thấy hư chưa? Mẹ ơi sao, để bàn tay xuống, để bàn tay xuống cái bàn, để bàn tay xuống cái bàn để mẹ sơn cho. Rồi sơn vậy là đẹp rồi, còn sơn gì nữa? Đứng xích ra coi. Thôi để tôi phải, ho đưa đây, đưa đây, đưa đây, đưa đây, đưa đây.